Nếu là người hâm mộ của siêu anh hùng The Flash và thế giới Lego đầy sáng tạo, Lego DC Comics Super Hero The Flash sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho buổi tối giải trí. Bộ phim kể về cuộc phiêu lưu của The Flash khi anh phải đối mặt với gì vớt lát, kẻ đã phá hoại dòng thời gian và khiến The Flash phải trải qua một ngày lặp đi lặp lại. Hãy cùng bước vào thế giới Lego và tham gia vào cuộc phiêu lưu đầy kịch tính của The Flash và các siêu anh hùng qua bộ phim này. Tại trụ sở Liên minh Công lý, Cyborg cố gắng đạt được điểm cao trong chế độ luyện tập nhưng bị Ender Bethouse vượt mặt một cách bất ngờ. Sau đó, họ được chào đón bởi Superman và Batman, giới thiệu siêu anh hùng Atom có đầu óc khoa học mới tham gia vào Justice League. Khi Liên minh tập hợp lại, họ nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Metropolis, nơi đang bị Joker tấn công. Liên minh Công lý nhanh chóng đến Metropolis và đối đầu với Joker. Trong lúc chiến đấu, Atom tìm ra cách vô hiệu hóa nọc độc của Joker và chữa lành cho những công dân và siêu anh hùng bị nhiễm bệnh. Trong khi đó, Batman liên tục chờ đợi Flash phản ứng với lời kêu gọi hỗ trợ từ Liên minh Công lý. Tuy nhiên, Barry Allen, hay còn gọi là Flash, vẫn đang ở căn hộ của mình, bắt đầu ngày mới một cách chậm rãi. Anh dành thời gian để giúp đỡ quanh thành phố trung tâm, ăn bánh rán ở Gotham và uống sữa lắc ở Ta City, đồng thời ngăn chặn các ác nhân như Captain Cool và thuyền trưởng Bombezang. Cuối cùng, Flash cũng đến Metropolis để giúp đỡ Liên minh sau khi Joker sử dụng thành công phanh canon của mình, biến Batman và toàn bộ tòa nhà Zellilanet thành những chú hề. Tuy nhiên, nhờ vào sự thông minh của Atom, vaccine chống Joker được kích hoạt, chữa lành cho Justice League khỏi tiếng cười lây lan. Joker cố gắng bỏ chạy nhưng bị Flash chặn lại vào giây cuối cùng, khiến anh nhận được mọi lời khen ngợi vì đã cứu Metropolis khỏi Joker. Ngay sau đó, Flash bị chế nhạo bởi một người đàn ông mặc đồ màu vàng rung động bí ẩn và anh ngay lập tức đuổi theo kẻ đó. Trong quá trình đuổi bắt, Flash gặp phải một hiện tượng kỳ lạ. Việc cố gắng tăng tốc độ đã khiến anh ta rơi vào một hố sâu, đưa anh quay trở lại đầu ngày. Barry Allen nhận ra rằng anh đã bị cuốn vào một vòng lặp thời gian và phải tìm cách thoát khỏi nó, đồng thời giải quyết mọi rắc rối và âm mưu đen tối đang chờ đợi anh và Liên minh Công lý phía trước. Barry lặp lại một ngày nhiều lần với kết quả tiêu cực, cho đến khi Batman nhận ra rằng phản ứng kích động của anh xuất phát từ việc trải qua một vòng lặp thời gian. Batman sử dụng tâm lý đảo ngược để dụ Flash tăng thêm tốc độ nhằm thoát ra khỏi vòng lặp thời gian. Tuy nhiên, điều này dẫn đến kết quả tồi tệ hơn cho Flash. Trong khi Barry bị mắc kẹt trong một vòng lặp, người đàn ông mặc áo vàng giả danh anh sửa đổi hình ảnh ba chiều của mình thành Flash và sống như Flash trong một thời gian, hủy hoại danh tiếng của anh đối với các công dân của thành phố trung tâm và Justice League. Khi Barry sử dụng mức độ sức mạnh tối đa của mình để bắt người siêu tốc độ bí ẩn và phá vỡ vòng lặp, anh đến tương lai vài ngày sau. Ở một thế giới nơi mối liên hệ của anh với Sir Big Four bị cắt đứt, thành phố ghét bỏ anh và các thành viên Justice League đổ lỗi cho anh vì đã chơi khăm họ ít nhất 52 lần. Do hành động của dì vốt Flash, Flash đã bị đuổi khỏi liên minh. Khi Barry trở về nhà, anh phải đối mặt với người đàn ông tốc độ bí ẩn. Người đã tiết lộ mình là một nhà du hành thời gian đến từ tương lai, người đã giả dạng Flash bằng cách sử dụng máy chiếu ảnh 3 chiều. Người siêu tốc độ mặc đồ vàng chế nhạo Barry, tiết lộ rằng Flash đã trở thành con tốt trong kế hoạch của anh ta, lãng phí sức mạnh của mình trong vòng lặp thời gian trong khi người du hành thời gian khiến mọi người chống lại anh ta. Khi Flash tra hỏi động cơ của Reverse Flash, kẻ này bực tức nói rằng danh tiếng hoàn hảo của Flash đã gây tổn hại và cản trở hắn suốt cuộc đời. Dù có sức mạnh tương tự và thậm chí còn nhanh hơn Flash, thế giới vẫn luôn phớt lờ hắn, chỉ tôn vinh Flash là siêu anh hùng nổi tiếng nhất. Hắn tự xưng là Reverse Flash vì hắn là nhân vật phản diện đối lập với Flash. Khi Barry gợi ý rằng điều đó sẽ khiến hắn trở thành Evil Flash, Reverse Flash lưu ý rằng giờ đây hắn cũng nhanh, trong khi Flash đã chậm, bị cướp đi sức mạnh của mình. Bị phỉ báng và mất hết danh tiếng, Flash bị Reverse Flash nhốt trong còng điện và bỏ chạy để đảm nhận cuộc sống mới với tư cách là siêu anh hùng vĩ đại nhất thế giới. Flash bị cướp đi danh hiệu và sức mạnh của mình, nhận ra rằng hắn phải tìm cách lấy lại niềm tin từ Justice League và khôi phục danh tiếng của mình. Với quyết tâm và lòng dũng cảm, Barry lên kế hoạch đối đầu với Reverse Flash và chứng minh rằng anh xứng đáng là Flash, người anh hùng thực sự của thành phố trung tâm và toàn bộ thế giới. Tuy nhiên, Atom đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện và được Liên minh Công lý bí mật cử đi để theo dõi Barry. Anh cố gắng giải phóng Flash khỏi còng điện của Reverse Flash, nhưng trong quá trình đó, thắt lưng và hệ thống liên lạc của Atom bị hỏng, khiến anh bị kẹt ở kích thước thu nhỏ. Dù vậy, Atom đã giúp Flash liên lạc với Dr. Fay, người sẽ hỗ trợ Barry trong việc nghiên cứu bí mật của Sir Big Four và khôi phục mối liên hệ với sức mạnh bí ẩn này. Trong khi đó, Reverse Flash bắt đầu chiến dịch siêu anh hùng của mình, liên tục vượt qua Justice League ở mọi khía cạnh. Anh cứu thị trường khỏi Poison Ivy, biến những cây ăn thịt của cô thành một khu vườn cho quảng cáo tranh cử của thị trường và vượt qua Phantom. Khi Killer Croc bắt cóc Jimmy Olsen, bạn của Superman, Reverse Flash đã đến giải cứu, mắc bẫy Croc và làm Superman cùng người nhựa bối rối. Sau đó, anh cứu hàng hóa của một con tàu khỏi Discord trước khi Aquaman, Qunar the Woman và Cyborg có thể can thiệp. Du hành đến thành phố Gotham, Reverse Flash bắt giữ Oscar Cobble, khiến Batman vô tình kích hoạt tên lửa của Penguin. Reverse Flash nhanh chóng bắt tên lửa và tháo nó ra bằng siêu tốc độ của mình, biến nó thành một sân chơi, làm người dân xung quanh ấn tượng. Reverse Flash vui vẻ tuyên bố bí danh của mình và khoe khoang về sự anh hùng cũng như tình yêu giúp đỡ những người gặp khó khăn của mình. Sau đó, anh bắt được Trickster, Lex Luthor và Cheetah, chứng tỏ mình là người nhanh nhất còn sống. Reverse Flash hạ gục mọi mối đe dọa trước khi Justice League kịp phản ứng, trở thành siêu anh hùng nổi tiếng nhất thế giới, thậm chí có nhiều bạn bè trên Hero Book hơn cả Superman.
khi Batman quyết định lãnh đạo liên minh theo dõi sự xuất hiện của Reverse Flash trên một chương trình truyền hình. Elba pha trò về các thành viên của Justice League cùng với thị trưởng Metropolis và được trao chìa khóa vào thành phố. Khi các thành viên của liên minh ngã xuống sân khấu một cách vô duyên để lộ sự hiện diện của họ, thị trưởng và Reverse Flash đã xoa điểm yếu của họ, gọi họ là liên minh thất nghiệp. Về điều đó, Batman thông báo rằng liên minh sẽ rút lui và quay trở lại căn cứ của họ, chờ đợi hành động tiếp theo của Reverse Flash. Tuy nhiên, sự nổi tiếng mới được tìm thấy của Elba Thani trong một thế giới không có Flash là không đủ đối với anh ta, mong muốn tốc độ cao hơn nữa. Elba đã đợi cho đến khi Dr. Fay và Zatanna dẫn Flash đến mối quan hệ của Speed Force để thực hiện các thử nghiệm cần thiết nhằm khôi phục kết nối với Speed Force của anh ấy. Biết cơ chế của Speed Force nhưng không muốn mạo hiểm mạng sống của mình trong các cuộc thử nghiệm. Reverse Flash quan sát thấy Flash dần dần tìm ra cách giải quyết mọi thử thách và tiếp cận mối quan hệ của Speed Force. Hấp thụ thứ sẽ mang lại cho người dùng nó sức mạnh tối thượng về tốc độ. Tuy nhiên, trước khi Bezzy có thể làm như vậy, Reverse Flash đã vượt qua anh, hút lấy mối quan hệ Speed Force cho chính mình và so sánh hương vị sức mạnh của nó với việc tiêu thụ 52 ly sữa lắc và một lọ thạch đậu. Anh ta chế nhạo Flash một lần nữa, khiến anh ta bị suy yếu và mắc kẹt một mình trong Speed Force. Trở về trái đất, Reverse Flash xuất hiện trên màn hình của Justice League, khoe chiến thắng của mình và tiết lộ rằng anh ta đã lập trình lại các biện pháp an ninh của Cyborg và Batman để săn lùng các thành viên của liên minh và nhắm vào điểm yếu của họ. Sau đó, anh ta sử dụng những viên gạch đặc biệt từ khu vực Speed Force để bao vây trụ sở của liên minh với những bức tượng khổng lồ của chính mình, nhốt họ. Khi Superman và Phantom cố gắng phá vỡ hoặc biến đổi những viên gạch, năng lượng của Speed Force đã phản đối nỗ lực của họ. Reverse Flash sau đó xây dựng thêm nhiều bức tượng trên khắp thế giới và tự phát sóng trên kênh tin tức Daily Planet, nói rằng giờ đây anh đã loại bỏ hoàn toàn tội ác trên trái đất, tất cả công dân trên thế giới nên cảm ơn anh bằng cách báo cáo với các bức tượng và làm việc theo mệnh lệnh của anh. Xây dựng tượng đài mới để vinh danh anh và tôn vinh Reverse Flash là người đàn ông nhanh nhất duy nhất còn sống. Trong khi đó, Bezzy cũng đã tìm ra đặc tính của những viên gạch Speed Force và sử dụng chúng để chế tạo cho mình một phương tiện cho phép du hành không gian và có thể phá hủy các bức tượng của Reverse Flash. Với phương tiện mới này, Flash bắt đầu cuộc hành trình phá hủy các bức tượng trên khắp thế giới, giải phóng từng thành phố khỏi sự kiểm soát của Reverse Flash. Nhờ sự kiên nhẫn và quyết tâm, Bezzy dần khôi phục lại mối liên kết với Speed Force, lấy lại sức mạnh và tinh thần chiến đấu của mình. Với sự giúp đỡ của Justice League, họ đã phối hợp tấn công vào những điểm yếu của Reverse Flash và cuối cùng đánh bại hắn, khôi phục hòa bình và trật tự cho thế giới. Khi Reverse Flash đang đọc bài phát biểu của mình, anh ta phải đối mặt với Justice League được tăng cường và siêu thú cưng, những người đã tìm cách giải cứu các thành viên của liên minh khỏi cái bẫy chết chóc của Reverse Flash. Liên đoàn trang bị cho các phương tiện của họ những viên gạch Speed Force do Flash cung cấp từ khu vực Speed Force. Họ chia nhau ra để phá hủy các bức tượng của Reverse Flash, buộc anh ta phải tập trung di chuyển nhanh đến mức có thể ở nhiều địa điểm cùng một lúc. Sự kiêu ngạo này đã khiến Reverse Flash bị phân tâm, không thể ngăn liên minh phá hủy các bức tượng và cũng không thể nhận thấy Flash đang đến. Trong khi Reverse Flash đang rung động để tự nhân lên, Flash đã lao qua anh ta và lấy lại điểm Nessus, lấy nó cho chính mình. Bực tức vì bị qua mặt, Reverse Flash nổi giận với đối thủ của mình, người đã chế nhạo anh ta. Trong khi nhắc nhở Bezzy rằng nếu không có anh ta thì Flash thậm chí sẽ không bao giờ phát hiện ra nguồn sức mạnh của những người mê tốc độ. Elba vẫn bị chế nhạo bởi sự trêu chọc của Flash và mắc sai lầm tương tự như kẻ thù không đội trời chung của anh ta. Anh ta chạy lên đường cao tốc và làm quá tải kết nối Speed Force của mình trong khi cố gắng vượt qua Flash được Nessus cung cấp. Điều này đã cắt đứt kết nối Speed Force của Reverse Flash, cướp đi sức mạnh của anh ta và cho phép Justice League giam giữ anh ta một cách an toàn. Elba bị tống vào một phòng giam chung, cùng phòng giam với anh ta là Killer Croc, rõ ràng là rất tức giận với Thor vì đã ngăn cản anh ta trước đó. Bị suy yếu và bị hỏng, Reverse Flash run rẩy trước siêu nhân có sức mạnh thể chất mạnh mẽ khi cánh cửa phòng giam đóng lại trước mặt anh ta. Justice League ăn mừng chiến thắng của họ và Flash đã giải phóng sức mạnh của điểm Nessus trở lại Speed Force, nói rằng không sinh vật nào được phép sử dụng sức mạnh như vậy. Trong khi Batman cảnh báo Flash về những thử thách mới sắp đến với anh ta, Bezzy cố gắng làm dịu bầu không khí bằng những ly sữa lắc mới được giao từ Tacity. Dr. Fay và Zatanna đã nhận thấy rằng tất cả đều kết thúc tốt đẹp cho Justice League và vũ trụ, chỉ với một chút phép thuật. LEGO DC Comics Super Hero The Flash không chỉ là một bộ phim hoạt hình giải trí mà còn chứa đựng những bài học quý giá về sự kiên trì và tinh thần đồng đội. Qua những thử thách và cuộc phiêu lưu đầy kịch tính, The Flash và các siêu anh hùng DC đã chứng minh rằng sự kiên trì và lòng quyết tâm có thể giúp vượt qua mọi khó khăn. Đây chắc chắn sẽ là một hành trình đáng nhớ, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem ở mọi lứa tuổi. Nếu các bạn thấy bộ phim ngày hôm nay của chúng tôi hay thì đừng quên bấm nút like, share và đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất về những video tiếp theo nhé!